Ôi ở Nhật sao lại có em nhỉ? Chân sớt bạn Lan Anh, bạn ấy có gì với trường không mà bạn ấy đứng giữa một mình bạn hàng trên, kể cả nhà báo Lại Văn Sâm cũng ra đằng sau hết. Chương trình ekip là có khoảng tầm 25 người nhưng chỉ có duy nhất bạn Lan Anh là có mặt ở đây. Đâu anh kìa, anh không nhìn thấy à? Anh dùng đây, anh dùng đây em ạ. Chị đang ăn gì hả người? Ôi trời, chuẩn luôn hai cái mặt. Có qua thôi. Cảm ơn em. Wow, lần trước là bọn tôi được cái món mà đúng rồi mà luộc lên được buổi trưa ăn luôn. Còn cái này là chắc bầy thôi. Cảm ơn tụi em.